chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong video của Việt Sử Toàn Thư. Nói đến nhà Trần là nói đến một triều đại đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta, đã đưa đất nước Đại Việt lúc bấy giờ phát triển cường thịnh về mọi mặt. Triều đại Trần đã sản sinh ra nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng mà muôn đời sau còn nhắc đến. Một trong số đó là Trần Thủ Độ, một người được một số sử gia xem là đại khai quốc công thần của nhà Trần. Tuy nhiên, với những việc ông đã làm với nhà Lý, cũng có nhiều ý kiến đánh giá ông là gian hùng. Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư nhìn lại con người và câu chuyện xoay quanh Trần Thủ Độ với những thông tin ngay sau đây. Trần Thủ Độ sinh năm Giáp Dần 1194 trong một gia đình làm nghề chài lưới tại làng Lưu Xá, huyện Ngự Thiên, lộ Long Hưng, nay là xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Một cô cha từ nhỏ, ông ở với người anh cả, phải lam lũ tìm kế sinh nhai nên học hành không được bao nhiêu. Tuổi trẻ Trần Thủ Độ được tôi luyện trong một xã hội đầy loạn ly. Chưa đầy 20 tuổi, ông gia nhập Hưng binh. Đến năm 21 tuổi, được giao chỉ huy một đội thủy binh dưới trướng người anh họ là Trần Tự Khánh. Bằng tài năng và ý chí của mình, năm 30 tuổi, ông được nhà Lý phong chức điện tiền chỉ huy sứ, nắm giữ quân hộ vệ Cấm Đình. Ông là một quyền thần có ảnh hưởng lớn đến triều đại nhà Trần, có vai trò lớn trong việc họ Trần đoạt ngôi nhà Lý. Ông là người thực tế nắm quyền của triều đại trong khoảng thời gian dài, từ 1226 đến khi qua đời, năm 1264, khoảng 38 năm. Năm 1224, ông được phong làm điện tiền chỉ huy sứ. Hoàng hậu Trần Thị Dung, vợ vua Lý Huệ Tông là chị họ của ông. Người ta cho rằng thời trẻ hai người đã phải lòng nhau, nhưng vì dòng họ mà Trần Thị phải lấy Huệ Tông. Trần Thủ Độ ra sức ép buộc Huệ Tông bỏ ngôi làm Thái Thượng Hoàng, nhường ngôi cho Chiêu Thánh công chúa. Năm đó Chiêu Thánh lên ngôi tức Lý Chiêu Hoàng, trở thành vị nữ hoàng đầu tiên và duy nhất trong lịch sử khi bà mới 7 tuổi. Muốn đoạt ngôi hẳn về họ Trần, Trần Thủ Độ tìm cách đưa con của Trần Thừa là Trần Cảnh mới 8 tuổi vào hầu Lý Chiêu Hoàng, rồi dàn xếp để Trần Cảnh lấy Lý Chiêu Hoàng và nhường ngôi để chuyển ngai vàng sang họ Trần cuối năm 1225. Thượng Hoàng Huệ Tông đi tu, truất làm Huệ Quang Đại Sư. Trần Cảnh lên ngôi, tức Thái Tông Hoàng đế của Triều Trần. Nhà Trần thành lập, ông được phong Thái Sư, tước Quốc Thượng Phụ, lo toan mọi việc trong triều đình nhà Trần. Để củng cố quyền lực nhà Trần, ông đánh dẹp sứ quân Nguyễn Nộn, đoàn thượng bên ngoài, sắp xếp lại quan trong triều. Năm 1232, nhân đốc tông thất nhà Lý về quê ngoại ở làng Hoa Lâm, xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội, làm lễ cúng tổ tiên. Ông đã làm bẫy sập, chôn sống nhiều tông thất nhà Lý, bắt những người sống sót đổi sang họ Nguyễn và một số họ khác để trừ tuyệt hậu họa. Sau khi triều Lý bị phế bỏ, Trần Thủ Độ đã lấy Linh Từ Quốc Mẫu làm vợ, vốn là hoàng hậu của Lý Huệ Tông. Trong việc mưu toan ép buộc Huệ Tông lập Lý Chiêu Hoàng, cũng như sắp đặt Chiêu Hoàng lấy Thái Tông Hoàng đế, đều có vai trò rất lớn của ông và Quốc Mẫu. Trần Thủ Độ là một nhân vật lịch sử được các nhà sử học thời phong kiến đến nay đánh giá với rất nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí là trái ngược nhau, và cũng có cả những ý kiến vừa phê phán vừa bênh vực. Đưa nhà Trần lên ngôi. Đầu thế kỷ 13, do có công dẹp loạn Quách Bốc, dòng họ Trần đứng đầu là đại tướng quân Trần Tự Khánh đã nắm quyền thao túng chính trường nhà Lý. Sau khi Trần Tự Khánh qua đời 1223, Trần Thủ Độ thực sự là người thay thế nắm binh quyền trong triều. Đối với nhà Lý, ông còn tỏ ra cứng rắn hơn Trần Tự Khánh. Năm 1224, ông được phong làm điện tiền chỉ huy sứ. Lý Huệ Tông và Hoàng hậu Trần Thị Dung có hai người con gái. Người em tên Lý Hiên Hinh, được phong là Chiêu Thánh công chúa. Trần Hoàng hậu là chị họ của ông. Người ta cho rằng thời trẻ hai người phải lòng nhau, nhưng vì dòng họ mà Trần Thị phải lấy Huệ Tông, khi đó đang là thái tử chạy loạn trong sự biến Quách Bốc. Trần Thủ Độ đã ra sức ép buộc Huệ Tông bỏ ngôi lên làm Thái Thượng Hoàng, nhường ngôi cho Chiêu Thánh công chúa. Năm đó Chiêu Thánh lên ngôi tức Lý Chiêu Hoàng, trở thành vị nữ hoàng đầu tiên và duy nhất trong lịch sử, khi lên ngôi chỉ mới 7 tuổi. Muốn đoạt ngôi hẳn về họ Trần, Trần Thủ Độ tìm cách đưa con của anh thứ Trần Thừa là Trần Cảnh mới 8 tuổi vào hầu Lý Chiêu Hoàng, rồi dàn xếp để Trần Cảnh lấy Lý Chiêu Hoàng và nhường ngôi để chuyển ngai vàng sang họ Trần cuối năm 1225. Thượng Hoàng Huệ Tông đi tu, truất làm Huệ Quang Đại Sư, Trần Cảnh lên ngôi tức Thái Tông Hoàng đế của Triều Trần. Nhà Trần thành lập, ông được phong Thái Sư, tước Quốc Thượng Phụ, lo toan mọi việc trong triều đình. Để củng cố quyền lực nhà Trần, ông đánh dẹp các sứ quân Nguyễn Nộn, đoàn thượng bên ngoài, sắp xếp quan lại trong triều. Năm 1232, nhân lúc tông thất nhà Lý về quê ngoại ở Hoa Lâm, nay là xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội, làm lễ cúng tổ tiên,
ông làm bể sập chôn sống nhiều tôn thất nhà Lý, bắt những người còn sống đổi sang họ Nguyễn và một số họ khác để tuyệt từ hậu quả. Sau khi Triều Lý bị phế bỏ, Trần Thủ Độ đã lấy Linh Tường Quốc Mẫu làm vợ, vốn là hoàng hậu của Lý Huệ Tông. Trong việc mưu toan ép buộc Huệ Tông và lập Lý Chiêu Hoàng, cũng như sắp đặt Chiêu Hoàng lấy Thái Tông Hoàng đế, đều có vai trò rất lớn của ông và Quốc Mẫu. Trần Thủ Độ làm quan rất nghiêm minh. Khi vợ ông là Linh Tường Quốc Mẫu, xin riêng cho một người làm câu đương, ông nhận lời. Đến lúc xét, ông gọi người ấy lên mà bảo: "Ngươi vì có công chúa xin cho làm câu đương nên không thể so với những người khác được, phải chặt một ngón chân để phân biệt." Người ấy sợ quá xin mãi mới được tha, từ ấy không ai dám lên tiếng hay đến nhà riêng xin xỏ nữa. Một hôm Thiên Cực công chúa đi ngang qua cung cấm thì bị người lính chạy lại ngăn cờ. Bà trở về nhà thuật lại và khóc: "Mụ này là vợ ông mà còn bị quan khinh nhờn như vậy." Trần Thủ Độ tức giận sai bắt người lính chạy cờ về trị tội. Nhưng sau khi nghe người này trình bày nguyên nhân thì ông cười và nói: "Ngươi ở dưới cấp thấp mà biết giữ phép nước, ta còn trách làm gì nữa?" Sau đó ban thưởng cho người này. Lại có người thấy ông tuy nhiều uy quyền trong triều và gặp Thái Tông tâu rằng: "Bệ hạ còn thơ ấu mà Thủ Độ quyền ác cả vua, xã tắc rồi sẽ ra sao?" Thái Tông lập tức đưa người ấy đến dinh Thủ Độ, nói hết những lời với người ấy cho Thủ Độ nghe. Thủ Độ trả lời đúng như những lời hắn nói, rồi lấy tiền lụa thưởng cho người ấy. Phế lập hoàng hậu. Thái Tông hoàng đế và Lý hoàng hậu lấy nhau đã lâu. Sau khi hoàng thái tử Trần Thịnh chết yểu vào năm 1233, Lý hoàng hậu không sinh thêm được người con nào. Vì lo sợ dòng máu hoàng thất không được truyền, thái sư cùng quốc mẫu bằng cách giải quyết. Năm 1236, thái sư ép Thái Tông hoàng đế phế truất Lý hoàng hậu, ép ông lấy chị dâu là Thuận Thiên công chúa, vợ của Hoài Vương Trần Liễu, chính là chị ruột của Lý hoàng hậu. Lúc này Thuận Thiên công chúa đã có mang sẵn với Trần Liễu được 3 tháng. Việc đó khiến Trần Liễu thù hận cất quân nổi loạn và Thái Tông phải bỏ lên chùa. Nhưng trước sức ép cứng rắn của Trần Thủ Độ, Thái Tông quay trở lại kinh sư, còn Hoài Vương Trần Liễu sau khi thất bại cũng phải hàng phục và được phong làm An Sinh Vương ở Kinh Môn Hải Dương. Tuy nhiên người con của An Sinh Vương mà Trần Thủ Độ sắp đặt để làm con của Thái Tông Hoàng đế, tức là Tĩnh Quốc Đại Vương Trần Quốc Khang, cũng không được làm Hoàng Thái Tử dù là con trưởng. Năm 1240, Lý Kế Hậu sinh được Trần Hoãn, lập làm Hoàng Thái Tử. Chống giặc Mông Cổ. Ngày 12 tháng 12 năm 1257, Ngọc Lương Hợp Thay dẫn quân xâm lược Bình Lệ Nguyên. Trần Thái Tông đích thân đốc chiến, thế giặc mạnh, nhà vua lui quân về sông Lô rồi lui về sông Thiên Mạc. Nhà vua ngự thuyền đến hỏi Thái úy Trần Nhật Hiệu kế sách chống quân Mông Cổ. Nhật Hiệu chấm nước viết chữ lên 2 chữ Nhập Tống. Nhà vua hỏi lại quân Tinh Cương, quân do Nhật Hiệu chỉ huy. Nhật Hiệu nói rằng không gọi được chúng đến. Nhà vua lại dời thuyền đến hỏi Trần Thủ Độ. Thủ Độ trả lời: "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo gì khác." Ngày 24 tháng 12 năm 1257, Trần Thái Tông tiến quân đến Đông Bộ Đầu, đánh bại quân Nguyên, khiến đội quân này phải rút chạy về Bắc. Năm 1264, mùa xuân tháng Giêng, Thái sư Trần Thủ Độ qua đời, thọ 71 tuổi, được truy tặng là Thượng Phụ Thái sư Trung Vũ Đại Vương. Trần Thủ Độ tuy làm tể tướng nhưng mọi việc không việc gì không để ý, vì thế đã giúp Vương Nghiệp và giữ được tiếng tốt cho đến lúc mất. Thái Tông Hoàng đế còn làm bài văn bia ở Sinh Từ để tỏ lòng đặc biệt quý mến ông. Thế nhưng, cái tội giết Lý Huệ Tông thì khó lẩn tránh với đời sau. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Trần Thái Tông bản kỹ. Trần Thủ Độ tuy không đỗ đạt khoa cử nhưng mưu lực hơn người, không chỉ là quyền thần nhà Lý mà còn là quyền thần của nhà Trần. Đối với nhân dân Đại Việt nói chung, lúc đó và sau này, việc làm của ông đóng vai trò tích cực. Ông giúp nhà Trần bình phục được giặc giã trong nước, làm cho Đại Việt bấy giờ được cường thịnh trở lại sau hồi suy yếu cuối thời Lý. Và đó cũng là cơ sở để đủ sức lực và tinh thần chống được với quân Mông Cổ. Nhiều nhà nghiên cứu đã thống nhất rằng sự thay thế của nhà Trần đối với nhà Lý trong thời điểm đó, mà sự thay thế và xây dựng ban đầu không thể không nói tới Trần Thủ Độ, có vai trò quyết định sự tồn vong của Đại Việt trước nguy cơ xâm lược của vó ngựa quân Nguyên Mông hùng mạnh. Tuy vậy thì cũng có một số sử gia phong kiến, mà điển hình là các sử thần nhà Lê với quan niệm đạo đức và tư tưởng trung quân nho giáo đã đánh giá Trần Thủ Độ rất khắt khe. Hãy cùng tiếp tục theo dõi video để hiểu rõ hơn về những ý kiến này và đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube Việt Sử Toàn Thư. Họ thường dùng những từ ngữ độc đoán, tàn bạo, gian hùng, bất nhân, có tội với nhà Lý, ích học, loạn luân để nói về Trần Thủ Độ.
Theo quan điểm của các sử gia phong kiến, Trần Thủ Độ đã phạm phải các tội lớn sau: cướp ngôi nhà Lý, bức tử vua Lý, đàn áp hoàng tộc nhà Lý, ép Trần Cảnh lấy vợ của anh ruột Trần Liễu, thông dâm với hoàng hậu của nhà Lý Trần Thị Dung. Theo Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược, thì Trần Thủ Độ đã lấy được nước của người mà lại còn giết vua của người ta, thật là bất nhân lắm. Trần Thủ Độ một lòng trung lo cho việc nước, nhưng người đời sau gọi là giặc giết vua. Hay ông vua nhà Nguyễn Tự Đức cũng phê ghi trong Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn với những lời lẽ khá nặng nề: Trần Thủ Độ là công thần của nhà Trần, tức là tội nhân của nhà Lý. Huống chi làm người nếp xấu như chó lợn, giả độc như hùm beo. Dựng nước mà như thế thì làm thế nào mà lâu dài được? Những đánh giá như thế về Trần Thủ Độ liệu có thỏa đáng, có khách quan? Hiện nay về mặt phương pháp luận khoa học, việc đánh giá một nhân vật lịch sử phải tôn trọng tính đảng, tính giai cấp và phải đứng trên quan điểm lịch sử. Muốn đánh giá đúng một nhân vật lịch sử phải tuân thủ theo 3 nguyên tắc sau. 1. Là phải thấy được tiến bộ của một số nhân vật hay một nhân vật trong giai cấp thống trị mà họ biết coi trọng vai trò của quần chúng nhân dân và góp phần cải thiện đời sống nhân dân trong khuôn khổ thời đại. 2. Là số nhân vật nào đó trong giai cấp thống trị, sở dĩ họ có những tác dụng tiến bộ là vì họ đồng tình ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân lao động chống áp bức bóc lột, chống ngoại xâm. Họ biết đặt quyền lợi của nhân dân lên trên. Tác dụng tiến bộ của cá nhân lúc này còn ở chỗ, họ biết hoạt động theo quyền lợi và nguyện vọng của nhân dân, theo xu hướng phát triển chung của lịch sử và gạt bỏ những lợi ích cá nhân nhỏ nhặt. 3. Là tác dụng tiến bộ của một số nhân vật lịch sử nào đó trong giai cấp thống trị bao giờ cũng có giới hạn vì họ bị ràng buộc vào giai cấp của họ. Sự phát triển của lịch sử là do đấu tranh sản xuất và đấu tranh giai cấp của quần chúng nhân dân thúc đẩy đi lên. Giai cấp thống trị góp phần vào sự phát triển chung đó. Do vậy cần phải phân biệt một cách rõ ràng tác dụng của tiến bộ của những nhân vật thuộc giai cấp thống trị và vai trò có tính chất quyết định của quần chúng nhân dân khi đánh giá nhân vật lịch sử. Như vậy, theo quan điểm hiện nay đối với Trần Thủ Độ nói riêng và những nhân vật lịch sử nói chung, chúng ta không thể đánh giá một chiều, không thể đặt họ khỏi bối cảnh lịch sử, ra khỏi thời đại mà họ đang sống, phải căn cứ vào những việc cụ thể của họ, những cống hiến của họ đối với thời đại, đối với tiến trình phát triển của lịch sử. Trước hết, về những đánh giá của các sử gia thời phong kiến và thời thuộc Pháp đối với Trần Thủ Độ, ta có thể thấy, việc họ có ấn tượng không tốt với cách hành xử của Trần Thủ Độ lúc bấy giờ cũng là lẽ thường tình. Nhưng việc họ buộc cho ông những tội lớn mà không đánh giá đúng mức vai trò công lao của ông đối với bước đường phát triển của lịch sử dân tộc thì rõ ràng là chưa thỏa đáng. Tất nhiên, những việc làm của Trần Thủ Độ như bức tử Lý Huệ Tông, truy bức hoàng tộc nhà Lý đến nhổ cỏ tận gốc, ép Trần Thái Tông lấy vợ của anh mình để có con nối dõi là đức tính tàn bạo không phù hợp với truyền thống đạo lý của người Việt. Nhưng cũng phải thấy được tính quyết đoán và thủ đoạn chính trị của ông là cần thiết trong bối cảnh triều Lý đã hoàn toàn suy thoái. Lý Huệ Tông từ lâu đã điên loạn, không còn vai trò lịch sử, xã hội loạn lạc cần có triều đại mới với sức sống mới. Nhân dân Đại Việt lúc đó vừa trải qua thời hậu Lý suy loạn, nay sống dưới nhà Trần đang lên với những ông vua văn võ song toàn, những ông vua đầu đời Trần, biết chăm lo cho dân, nên mặc dù họ không đồng tình với những việc làm của Trần Thủ Độ, song vẫn không nổi dậy chống đối Trần Thủ Độ và nhà Trần. Nhờ vậy đất nước được ổn định, đoàn kết. Và điều quan trọng cần lưu ý khi đánh giá về Trần Thủ Độ: mọi việc ông làm không vì lợi ích cá nhân mà đều phục vụ cho lợi ích của dòng họ Trần và cơ nghiệp của nhà Trần. Ngôi vua mà ông tìm mọi cách giành lấy là để cho cháu của ông Trần Cảnh, chứ không phải cho ông. Mặc dù với quyền lực của mình lúc đó, quyền hơn cả vua, ông hoàn toàn có quyền lấy ngôi vua cho mình một cách dễ dàng. Không chỉ toàn tâm toàn ý gây dựng cơ nghiệp nhà Trần, Trần Thủ Độ còn thể hiện một tấm gương tận tụy, luôn chăm lo cho sự an nguy của xã tắc. Khi Trần Thái Tông phản đối việc lấy chị dâu bằng cách bỏ kinh thành lên Yên Tử, Trần Thủ Độ đã buộc Trần Thái Tông phải quay về kinh bằng câu nói: bệ hạ vì mục đích tu lấy cho riêng mình mà làm thế thì được, nhưng còn quốc gia xã tắc thì sao? Ví để lời nói suông mà bỏ đời sau thì sao bằng lấy chính bản thân mình làm người dẫn đạo cho thiên hạ? Với tất cả những gì sử sách đã ghi nhận, chúng ta đều phải công nhận sự xuất hiện của Trần Thủ Độ cũng như sự hình thành của nhà Trần rõ ràng là một tiếp nối tất yếu và hợp lý của lịch sử. Số mệnh đặt ông vào đúng thời điểm nhà Lý suy vong và thảm họa Thác Đát đã cận kề. Có thể nhiều người cho rằng nếu không có Thủ Độ này thì ắt phải có một Thủ Độ khác, như Nguyễn Trãi từng nói: hào kiệt thời nào cũng có. Thế nhưng nếu chú ý trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, có quá ít người, nếu không muốn nói là hầu như không có một nhân vật nào
có phương pháp hành xử táo bạo, quyết liệt và giàu mưu lược như ông. Đó thực sự là một điểm sáng nổi bật trong tính cách dĩ hòa vi quý đặc trưng của người Việt. Thưa quý vị, có thể thấy dù có những việc làm của Trần Thủ Độ có chút gì đó bị luận là tội, nhưng điều đáng nói là ông không hề yêu cầu bất cứ một quyền lợi nào cho bản thân cũng như là gia quyến, mặc dù điều đó là hoàn toàn chính đáng. Lịch sử cũng không hề khắt khe khi lên án những tội ác của Trần Thủ Độ. Nhưng không ai có thể phủ nhận một điều, nhà Trần chính là triều đại phong kiến thịnh trị và vẻ vang nhất trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam. Trần Thủ Độ hoàn toàn xứng đáng với hai câu đối mà nhân dân đã trang trọng đặt trong đền thờ ông trên đồi Lim: công đáo vu kim, bất đán trần gia nhị bách tài, luận định thiên cổ, kỳ tại nam thiên đệ nhất lưu. Còn với quý vị và các bạn thì có nhận định như thế nào? Hãy chia sẻ cùng với Viết Sử Toán Thư tại phần bình luận của video.